Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay Của Mẹ Quê. Hôm nay em làm chả trứng chay nha. Quý cô bác thấy chả có dai không? Rất là dai luôn. Chỉ làm từ đậu hũ và tẩu ghi thôi á. Chả khi hoàn thành, quý cô bác có thể ăn ngay, chấm cùng với một ít muối tiêu chanh. Hoặc là quý cô bác có thể dùng chả nấu nhiều món chay khác như là bánh canh, hủ tiếu, phở. Làm xong, quý cô bác cho vào hộp, bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, ăn trong vòng một tuần vẫn ngon. Chỉ để ở ngăn mát thôi ạ, còn để ngăn đá thì chả sẽ bị bở, không còn ngon nữa nha. Công thức này quý cô bác có thể làm chả chay để kinh doanh. Quý cô bác nào thấy thích món chả trứng mà em làm thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Nguyên liệu cần có là 2 miếng đậu hũ trắng 300g và 50g tàu hũ kia tươi. Với món chả này thì chỉ sử dụng tàu hũ kia tươi thôi nha. Tàu hũ kia khô thì không có làm được ạ. Tàu hũ kia tươi thì dùng loại lá hoặc là loại cọng đều được. Thêm một ít dầu điều, gia vị gồm đường, hạt nêm chay và tiêu xay. Đậu hũ trắng này em vừa mua ngoài lò về luôn cho nên không cần luộc. Chỉ cần vắt khô nước là được. Còn tàu hũ kia thì em cắt nhỏ. Tàu hũ kia và đậu hũ trắng là 350g. Em sẽ nêm gia vị vào đây gồm một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê tiêu xay và hai muỗng cà phê dầu điều. Gia vị nêm như vậy, khi hoàn thành chả nó sẽ lạt chứ không mặn nha quý cô bác. Khi ăn thì chúng ta có thể chấm các nước chấm như là muối tiêu chanh hoặc là tương ớt. Đậu hũ và tàu hũ kia em vắt cho thật khô nước. Sau đó nêm gia vị, nhồi một hồi cho nó dẻo. Khi nào mà nó dẻo như vậy nè, thì em cho vào thố. Bây giờ thì ép cho thật là chặt. Cái thố này em sẽ mang đi hấp tách thủy. Em ép chặt để khi hoàn thành thì miếng chả nó dai, mịn và không bị rỗ. Quý cô bác cũng có thể áp dụng theo cách này để làm phần nhân cho món khổ qua hầm. Sau khi mà nhồi xong vào khổ qua thì quý cô bác mang đi hấp chín. Rồi quý cô bác hầm, nó sẽ dai và ngon. Giờ em sẽ mang phần chả đi hấp cách thủy, hấp khoảng 30 phút thì em tắt bếp lấy phần chả ra, để chả nguội hẳn rồi thì em mới cắt. Chả nguội rồi, quý cô bác cắt nó sẽ dai ngon hơn. Và đây là chả em đã hấp xong rồi nè. Quý cô bác thấy nó dính không? Dính rất là chặt luôn. Miếng chả rất là dai. Rồi bây giờ em để nguội nha. Và đây là chả đã nguội rồi, em sẽ cắt ra từng miếng cho quý cô bác xem. Miếng chả có độ đàn hồi khá tốt. Bây giờ em sẽ cắt một miếng nhỏ nha. Em cũng không có được chặt tay lắm, cho nên bên trong nó cũng không có mịn. Nó chỉ như vậy thôi quý cô bác ạ. À. Nhưng mà độ dai của nó thì khá dai. Rất dai và dẻo. Mùi cũng thơm nữa. Làm chả trứng thế này cũng đơn giản phải không quý cô bác? Làm giống như vậy, quý cô bác thêm một ít mắm đậu nữa, chúng ta có thể làm riêu chay để nấu bún riêu. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian xem video của em nãy giờ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở món chay lần sau. Chúc quý cô bác luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn có nhiều sức khỏe và luôn có những bữa chay thật là ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.